Xin chào các anh chị. Đây là cái giò lan mà hôm trước là em ghi cái tiêu đề là cách trồng lan rừng Hòn Phi Hạt tập 1 đó. Nhớ mang máng là cái tiêu đề ghi là vậy á. À, thì đến hôm nay trồng được 3 tháng rồi. Đó. Hôm trước là nó ướng nghiêng trong một cái giờ to á, xong rồi là không thích trồng giờ nên băm ra. Đó, thì đến hôm nay nãy kia nãy mầm gốc. Nãy mầm gốc khá nhiều nè các anh chị. Cây cây rất là khỏe, cây khỏe lắm. Cây lá nhìn bóng bẩy nè. Đó. Những cái lá non mà nó như thế này thì cái cây của mình nó sẽ khỏe lắm. Giò này tương đối là to. Hôm nay là nhân tiện lôi nó xuống rồi mình bỏ một ít phân tàn chậm các anh chị. Cái này là phân chì nhật. Phân tăng chậm, cái chỉ số của nó là 14, 13, 13. Đó, chỉ số nó là như vậy, 14, 13, 13. Các anh chị không có loại này thì các anh chị dùng loại khác cũng được. Nhưng mà em thấy thì cái loại này dùng nó khá là an toàn và cái cây của mình nó đẹp cây. Đó, mình bó như vậy nhưng mà trong quá trình mình tưới các anh chị thì ở trong những cái hạt phân như thế này đó, nó sẽ tiết ra đó, và nó mình tưới nó sẽ thấm xuống. Thì ở trong này cái rễ của nó đã chạy ở trong này rồi, cái rễ của cái bụi lan này này nó đã chạy ở trong này rồi, thì các anh chị cứ yên tâm mình bó vậy, nhưng mà thực ra là nó sẽ ngấm xuống và cây lan nó sẽ hút được chất dinh dưỡng. Giò lan này trồng được 3 tháng. Gọi là 3 tháng là từ lúc mà nhập hàng rừng vợ các anh chị thì trồng được 3 tháng rồi. Chứ còn nghiêng cái bụi này mà từ lúc mà nó ở trong rừng từ khai thiên lập địa đến lúc mà vừa tay mình nó thì nó không phải mất mấy năm. Cái dòng này khi thuần rồi các chị nó đi khá là mạnh, một năm có thể là nhờ để được 3 lứa như thế này. Đó, tức là cái này mới trồng, chứ còn qua sang năm á, qua sang năm thì nó thuần rồi á thì nó sẽ nảy mầm liên tục như thế. Giò này to lắm nha các anh chị. Rồi giò này thuộc nhóm giò khủng đó. Bự lắm. Đây này, cái bàn tay của em bé xíu ở dưới này mà. Còn trên này thì nó bung ra rất là to, nhìn đã mắt lắm. Nhìn qua máy quay không thấy được hết được cái giò lan.
Cái dòng lan này cái hồi rễ của nó tuổi thọ các anh chị, tuổi thọ của cái bộ rễ nó khá là bền nên mình trồng mình kiếm cái giá thơ nào cho nó chắc chắc và nó bền bền một xíu. Đỡ cái cây của mình nó còn phát triển kiểu mà dài lâu á. Thì em thì thường thì trồng những cái loại này mình một là trồng dớn. Dớn như thế này. Hai là mình sẽ trồng với gỗ lũa, chứ còn mấy cái gỗ mềm mềm 1-2 năm mà thay liền thì sẽ không trồng đâu, trồng những cái gỗ lũa gỗ bệt. Cây này thực ra thì nó là cây hoàng thảo sắn. Thì hoàng thảo sắn với hoàng phi hạt thì nó cũng đều như nhau thôi, chứ có khác là khác cái mặt bông của nó thì khác thôi, chứ còn về cách chăm sóc và hình dáng thân thì khá là giống nhau. Cách chăm sóc thì như nhau thôi các anh chị, nó chỉ có khác cái tên và cái mạch bông đó. Cái mạch bông hoàng thảo sáng thì nó sáng và cái mạch bông nó nhiều màu, còn cái hoàng phi hạt thì nó chỉ có 2-3 màu. Cái màu mà phổ biến nhất là cái màu trắng lưỡi vàng đó. Thì cái màu đó là màu phổ biến nhất của hoàng phi hạt. Em xin tạm dừng clip ở đây nha. Trân trọng cảm ơn các chị đã xem. Chỗ này qua sang năm hứa hẹn sẽ rất là đẹp đây. Năm nay thì mình thuần được như thế này, 3 tháng mà thuần được như thế này là ngon rồi đó các chị.